Quý anh chị tuổi Mậu Ngọ kính mến, mình là Tử Vi hoan hỷ chào đón quý anh chị đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Bước sang tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý anh chị may mắn, giàu có hay là biến động ra sao? Và tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã giải công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ lớn mạnh, chu kỳ 60 năm của đời người, đã dự đoán rằng đúng tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý anh chị tuổi Mậu Ngọ như cá chép hóa rồng, có được nhiều các tinh trợ mệnh, thần tài ưu ái, quý nhân tương trợ giúp cho quý anh chị có thể thay đổi cuộc đời từ đây, được hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý anh chị tuổi Mậu Ngọ cùng theo dõi nội dung chi tiết. Trước khi đi vào phần luận giải tử vi chi tiết, ta hãy cùng nhìn lại về vận mệnh cuộc đời và những nét riêng trong tính cách của những người sinh năm 1978, tuổi Mậu Ngọ. Người sinh năm 1978 thuộc mệnh hỏa, thiên thượng hỏa, lửa trên trời, là ánh nắng, sức nóng trên trời. Mậu Ngọ, Kỷ Mùi, cùng thuộc mệnh thiên thượng hỏa. Mậu Ngọ là nơi hỏa vượng, mộc ở trong chi mùi lại sinh hỏa, hỏa khi bung lên cặp đất sinh nên gọi bằng thiên thượng hỏa. Thiên thượng hỏa là lửa trên trời, Mậu Ngọ là mặt trời, Kỷ Mùi là mặt trăng, sưởi ấm sông núi, chiếu sáng vũ trụ, chan hòa mọi chỗ không thiên vị. Bởi vậy, thiên thượng hỏa rất công bình, chính trực, hào sảng. Số nạp âm thiên thượng hỏa mà có nhiều cát tinh tại mệnh, đứng ngôi chủ vào thời bình, bàn dân thiên hạ được nhờ. Nhưng thiên thượng hỏa mà tuổi Kỷ Mùi là mặt trăng, tính chất nhu hòa, lắm khi lại lạnh nhạt và vô tình đứng ngôi chủ, các cận thần phải coi chừng. Đặc biệt nếu mệnh cung mang những sao thủ đoạn, mưu trước, thiên thượng hỏa dù Mậu Ngọ hay Kỷ Mùi thầy đều ưa danh vị tiếng tăm. Theo lý thuyết phong thủy, Mậu Ngọ trong bát quái thuộc cung Ly, chính nam, là nơi hỏa phát mạnh nhất, cung Mùi là nơi thái cửu dương bắt đầu giảm, cái nóng từ Mậu Ngọ cũng làm cho cô Mùi trở nên khô cằn nóng bức. Nên người sinh năm Kỷ Mùi muốn phát triển sự nghiệp, bản mệnh phải đi ngược lại một bước để tiến đến thái cực dương, để phát huy thiên thượng hỏa một cách tối đa. Theo ngũ hành, Mậu thuộc hành thổ, Mậu Ngọ được xem như con ngựa đất, người tuổi Mậu Ngọ có khả năng nhìn nhận mọi vấn đề theo nhiều góc độ khác nhau hơn những người cùng tuổi Ngọ khác. Người tuổi này, bản chất vốn có là tính cách nóng nảy, năng lượng thỏ sẽ giúp làm dịu đi tính cách này, giúp cho họ trở nên ổn định hơn, bình tâm hơn. Đối với những người tuổi Mậu Ngọ, họ thường biết cách làm việc, tổ chức làm mọi việc theo một kỷ luật nghiêm ngặt nhất định. Họ thà chịu tốn nhiều thời gian để làm mọi việc kỹ càng và chất lượng hơn, chứ không muốn làm nhanh một cách sơ sài, ẩu đả. Bên cạnh những tính cách trên, người mang tuổi Mậu Ngọ còn có nhược điểm thường thấy, đó chính là sự không quyết đoán. Trong mọi việc, họ luôn thận trọng trong từng suy nghĩ và hành động, dù đây là những điều tốt nhưng lại khiến cho bản thân họ trở nên do dự, không dứt khoát, thiếu quyết đoán khi đưa ra những quyết định cuối cùng. Người mang tuổi Mậu Ngọ luôn thật thà, tốt bụng, có mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh, giống như một con ngựa đã được thuần hóa vậy. Đối với họ, họ sẵn sàng giúp đỡ mọi người mà bỏ qua đi lợi ích của bản thân. Người mang tuổi Mậu Ngọ thường gặp được nhiều may mắn về mặt tài chính, trong mọi lĩnh vực họ đều có khả năng thành công khi tự mở hoặc hoạt động riêng cho bản thân. Tuổi Mậu Ngọ, cuộc sống ở thời kỳ hậu vận được sung sướng tạm thời, cùng trong thời gian này, cuộc sống họ cũng thêm phần sang trọng. Tuy nhiên, cũng vì bản tính nóng nảy nên trong công việc, làm ăn, họ thường dễ bị đổ vỡ. Cuộc sống của nam tuổi này sẽ được nhiều phần sung túc hơn nếu bạn biết rèn luyện được tính kiên nhẫn và cố gắng phát triển sự nghiệp. Con đường tài lộc của tuổi Mậu Ngọ có được thành công lớn khi bước sang độ tuổi 49. Độ tuổi trung bình của nam tuổi này thường dao động từ 55 đến 65 tuổi. Tuy nhiên, tuổi thọ cũng có thể tăng thêm nếu bạn biết sống phúc đức ăn ở hiền lành. Ngược lại, tuổi thọ bị thuyên giảm nếu như ăn gian ở ác. Về phần gia đạo, nam giới tuổi Mậu Ngọ có được cuộc sống gia đình hoàn toàn êm ấm, gia đình sống rất hạnh phúc. Tuy nhiên, con đường công danh chỉ dừng lại ở mức độ trung bình mà thôi. Con đường công danh không thể lên được mức cao nhất, dù có được sự thành công thì cũng chỉ ở mức tạm thời, rồi về sau cũng sẽ trở lại như cũ. Con đường sự nghiệp đôi lúc phát triển đi lên rất cao, tuy nhiên lại không giữ được lâu.
Về mặt tiền tài, mặc dù vào ra đều đặn, nhưng lại thường xảy ra nhiều khó khăn về vấn đề tài lộc. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giai đoạn tạm thời mà thôi. Từ năm 45 tuổi trở đi, sự nghiệp có thể hoàn thành được. Những người mang tuổi Mậu Ngọ Nam Mạng là những người có cuộc sống sung sướng, an nhàn, đầy đủ từ khi còn nhỏ. Khi xem qua tử vi, cả cuộc đời họ luôn gặp được nhiều may mắn, vui vẻ, ít gặp phải, đau khổ, buồn phiền. Tuy nhiên, cũng chính vì sự nóng nảy, chủ quan của bản thân mà họ thường vấp phải những sai lầm, thất bại trong công việc. Người mang tuổi Mậu Ngọ sẽ sớm được thành đạt, có địa vị, quyền lực trong xã hội nếu biết khắc phục điểm yếu của bản thân. Những người tuổi này thường biết và ham học hỏi, khám phá những điều mới mẻ. Khi còn thổ nhỏ, họ thường ít dành thời gian cho gia đình, họ luôn thích những chuyến đi xa để trải nghiệm cuộc sống bên ngoài. Khi bước vào tuổi trưởng thành hơn, họ thường dành nhiều thời gian quan tâm và chăm sóc gia đình hơn, tập trung phát triển sự nghiệp. Người mang tuổi Mậu Ngọ thường được mọi người yêu quý, kính trọng bởi bản chất sống thật thà, tốt bụng. Những người mang tuổi này thường có tuổi thọ dao động từ 80 đến 95 tuổi. Xem qua tử vi có thể thấy được rằng, cuộc đời của nữ nhân tuổi Mậu Ngọ ngay từ khi sinh ra đã sớm được hưởng cuộc sống sung sướng, cha mẹ hết mực yêu thương. Cả cuộc đời của nữ tuổi Mậu Ngọ luôn gặp được nhiều niềm vui, may mắn. Công danh, sự nghiệp phát triển mạnh mẽ từ lúc trẻ cho đến tuổi trưởng thành. Tuy nhiên, cuộc sống sẽ gặp phải đôi chút không thuận lợi, gặp phải khó khăn về sự nghiệp khi bước sang tuổi trung niên. Bên cạnh đó, nữ tuổi Mậu Ngọ cũng rất dễ dàng vượt qua và giải quyết được mọi vấn đề bằng khả năng và nỗ lực của chính bản thân mình. Tóm lại, nữ mạng tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, cả cuộc đời cố gắng phấn đấu để phát triển sự nghiệp, phải đến năm 30 tuổi thì mới thành công rực rỡ, có vận tiền tài. Tuổi thọ trung bình của nữ tuổi Mậu Ngọ theo tử vi thường dao động từ 70 đến 78 tuổi. Tuy nhiên, để có thể gia tăng được tuổi thọ, cần phải sống lương thiện, ăn ở phúc đức. Ngược lại sẽ bị thuyên giảm tuổi thọ nếu ăn gian ở ác. Và sau đây là tổng quan vận trình trong tháng 6 âm lịch, năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Trong tháng Kỷ Mùi này, người tuổi Mậu Ngọ sẽ có rất nhiều việc phải làm, chủ yếu là do bản mệnh bước vào giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp, nên đây là lúc biến những kế hoạch trừu tượng thành hành động. Thời cơ đã chín mùi, đây là lúc bạn chủ động theo đuổi mục tiêu, không nên chần chừ thêm nữa. Tử vi tháng 6 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch cho biết, sự nghiệp của tuổi Mậu Ngọ đang theo chiều hướng tăng tiến. Có lục hợp quý nhân che chở lại thêm nguyệt lệnh lâm quan, chủ về công danh, nên nhiều cơ hội để bản mệnh thăng tiến, đón đầu thành công. Nhưng bên cạnh đó, bạn cũng sẽ phải bỏ ra nhiều công sức mới nắm bắt được cơ hội tốt này. Một khi tạo được nền tảng vững chắc rồi, thì chuyện thăng chức không còn khó khăn nữa. Cũng trong tháng này, bản mệnh không phải lo lắng về chuyện tiền bạc vì tài lộc khá dư dôi. Người làm công ăn lương có thu nhập ổn định, công việc tiến triển tốt nên cũng có thêm những khoản thưởng, hoa hồng hậu hĩnh. Còn với người kinh doanh thì thời điểm này rất thích hợp để khởi nghiệp hoặc mở rộng quy mô làm ăn, đôi khi cũng phải liều một chút thì tài lộc mới đổ về nhà. Trong chuyện tình cảm, thiên diêu đào hoa xuất hiện giúp tình yêu thêm thăng hoa, các cặp đôi đang yêu nhau có thể tính đến chuyện yên bề gia thất. Người độc thân vượng nhân duyên nhưng dễ rơi vào cảnh ngày lắm mối, tối nằm không nếu có tâm lý đứng núi này trông núi nọ. Sức khỏe của tuổi Mậu Ngọ hoàn toàn ổn, không phải lo lắng gì, dù vậy bạn vẫn cần điều chỉnh lại chế độ nghỉ ngơi và làm việc, đừng tham lam ôm đồm nhiều việc mà ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Chi tiết từng phương diện cuộc sống như sau. Về mặt sự nghiệp, xem tử vi tháng 6 năm 2023 tuổi Mậu Ngọ âm lịch. Con giáp này nhận được rất nhiều sự hậu thuẫn từ vận khí nên công danh sự nghiệp khá lý tưởng. Tháng này sẽ là thời điểm để bản mệnh tăng tốc và có thể còn là bứt tốc để hoàn thành các mục tiêu của mình. Có lục hợp quý nhân độ mệnh giúp tuổi Mậu Ngọ có nhiều sự phù trợ trong tháng, thăng tiến cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Bạn sẽ khó tránh cảm giác tất bật khi có rất nhiều việc phải làm, đó cũng là điều dễ hiểu khi sự nghiệp sẽ là trọng tâm của bạn vào lúc này. Tháng Kỷ Mùi còn có nguyệt lệnh lâm đất, lâm quan, chủ về chức vụ nên sẽ có nhiều cơ hội để bạn có thể đẩy mạnh các kế hoạch công việc, biến những ý tưởng trừu tượng thành hành động thực tế. Thời cơ đã chín mùi, đây là lúc bạn chủ động theo đuổi mục tiêu, không nên chần chừ thêm nữa. Ngoài ra, tuổi Mậu Ngọ còn có thêm các phúc tinh cao chiếu như sao Thái Dương và Thiên Ấn nên càng làm càng thuận lợi. Đôi khi vẫn có những áp lực và thách thức xuất hiện, nhưng bằng sự nhạy bén, khả năng xử lý linh hoạt và nhất là có quý nhân giúp sức,
tuổi này vẫn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao đúng tiến độ, tăng thêm độ uy tín cho chính bản thân, củng cố vị thế hiện tại. Cơ hội thì nhiều, nhưng bên cạnh đó, bạn cũng sẽ phải bỏ ra nhiều công sức mới nắm bắt được. Một khi tạo được nền tảng vững chắc rồi, thì chuyện thăng chức không còn khó khăn nữa. Bên cạnh đó, bạn cũng được khuyên nên duy trì tốt các mối quan hệ ngoại giao, tăng cường hợp tác để chuẩn bị cho những bước tiến xa hơn vào sau này. Thậm chí, bạn còn có thể sẽ phải tốn kém không ít tiền bạc để duy trì các mối quan hệ tốt, nhưng điều đó hoàn toàn xứng đáng. Về mặt tài lộc, tử vi tháng 6 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch cho biết, với đà công việc tiến triển thuận lợi, được nhiều các tinh giúp sức, tài lộc của người tuổi Mậu Ngọ có điểm sáng bất ngờ trong tháng. Trong tháng, tuổi này được cục diện lục hợp hỗ trợ, lại có Thái Dương và Thiên Diêu hỗ trợ, rất có lợi cho đầu tư và các hoạt động cầu tài. Đặc biệt, việc hợp tác làm ăn vượng phát mạnh mẽ, cả nguồn thu chính và phụ đều tăng lên trông thấy. Tháng này bạn càng chủ động sẽ càng gặp may, nhờ sự quyết đoán, dám làm, dám chịu, những chú ngựa thể hiện sự xông xáo trong mọi việc mà không nề hà khó khăn. Quyết định nhanh gọn, giúp bạn dễ dàng nắm bắt thời cơ, thậm chí không chịu ảnh hưởng của môi trường chung. Người làm công ăn lương có thu nhập ổn định, công việc tiến triển tốt, nên bản mệnh cũng có thêm những khoản thưởng, hoa hồng hậu hĩnh. Còn với người kinh doanh thì thời điểm này rất thích hợp để khởi nghiệp hoặc mở rộng quy mô làm ăn, mọi dịch vụ đều tăng, là thời điểm tốt để mở rộng và thúc đẩy kinh doanh, hứa hẹn doanh thu tăng đột biến, đôi khi cũng phải liều một chút thì tài lộc mới đổ về nhà. Tuy nhiên, kiếm nhiều thì tiêu cũng nhiều, đây chính là tình hình tài chính của bạn xuyên suốt cả tháng. Bạn có thể coi đó như là sự hưởng thụ cho thành quả lao động vất vả, nhưng cũng không nên vung tay quá chán, kẻo rất dễ xuất hiện hiện tượng phá tài. Bạn vẫn cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, tích lũy khoản cần thiết để dự trù cho những việc quan trọng sắp tới. Về mặt tình cảm, gia đạo. Tháng Kỷ Mùi này, tuổi Mậu Ngọ có sao đào hoa là Thiên Diêu chiếu mệnh và gặp cả nhị hợp Thái Tuế, nên nhân duyên rực rỡ. Nhiều mối duyên tốt lành tìm đến, không chỉ tốt cho công việc làm ăn mà còn giúp chuyện tình cảm cá nhân có khởi sắc. Tình yêu được chắp cánh nên thêm phần thăng hoa, cát khí giúp bạn giải hòa các khúc mắc tồn tại từ lâu. Các cặp đôi đang yêu nhau có thể tính đến chuyện yên bề gia thất. Người độc thân có nhiều cơ hội thoát cảnh chăn đơn gối chiếc trước hiện tại. Theo đó, bạn dễ dàng làm quen kết thân với người khác giới. Nhưng quá nhiều vệ tinh cũng không phải chuyện tốt, nó khiến bạn dễ rơi vào cảnh ngày lắm mối tối nằm không nếu có tâm lý đứng núi này trông núi nọ. Một vài tuổi Mậu Ngọ độc thân còn được người khác mai mối giới thiệu, nhưng tỷ lệ thành công không cao, tốt hơn hết bạn nên tự tìm kiếm. Về mặt sức khỏe. Sức khỏe tuổi Mậu Ngọ trong tháng 6 năm 2023 âm lịch được dự đoán hoàn toàn ổn, không phải lo lắng quá nhiều về phương diện này. Dù vậy, bạn vẫn cần điều chỉnh lại chế độ nghỉ ngơi và làm việc, đừng tham lam ôm đồm nhiều việc mà ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Lý do là bởi Nguyệt Lệnh Lâm Quan xuất hiện, mang tới các tin vui trong công việc. Nhưng đồng thời, nó cũng thúc giục bản mệnh chạy đôn, chạy đáo, tự làm tự lo, việc gì cũng đến tay, ôm đồm cùng lúc quá nhiều thứ, nên khó tránh khỏi cảm giác áp lực, mệt mỏi, suy nhược cơ thể. Do đó làm gì bạn cũng cần đặt việc chăm sóc sức khỏe là mối quan tâm hàng đầu, đừng để bản thân kiệt sức vì làm việc quá tải. Và sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, đúng tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tuần của 12 con giáp, chỉ số hung vận lấn át cát vận, báo hiệu người tuổi Mậu Ngọ sẽ có một tuần bận rộn, vất vả, đồng thời nhắc nhở mệnh chủ làm gì cũng thận trọng, lơ là khinh suất, lập tức vướng vào rắc rối. Nhìn chung, tình hình công việc bình ổn, không có biến động lớn, có chăng chỉ là một vài mâu thuẫn trong các mối quan hệ xã giao, khiến tâm trạng bản mệnh bị ảnh hưởng. Tuổi Mậu Ngọ vốn suy nghĩ lạc quan, lại tích cực hành động, không cho phép mình rảnh rỗi quá lâu, lúc nào cũng luôn chân, luôn tay, nên mọi sự muộn phiền sẽ qua đi rất nhanh. Hơn thế trong tháng, tuổi Mậu Ngọ được giải thần cát tinh nâng đỡ, sứ mệnh của giải thần rất lớn, giúp mệnh chủ hóa giải những điều hung hiểm, hóa hung thành cát. Nên nhớ những khó khăn trước mắt chỉ mang tính tạm thời, ai kiên trì theo đuổi mục tiêu, ắt sẽ gặt hái thành quả tốt đẹp. Tình hình tài chính trong tuần của người tuổi Mậu Ngọ cũng không có nhiều biến động, sẽ xuất hiện nhiều việc bất ngờ phải dùng đến tiền. Tuy nhiên, bản mệnh đã có sự chuẩn bị từ trước đó nên mọi thứ diễn ra trong tầm kiểm soát. Lưu ý,
Sự xuất hiện của đại hao hung tinh có thể gây một số ảnh hưởng bất lợi về vấn đề tiền bạc. Có tiền nên giữ cẩn thận, đừng hớ hênh, lộ liễu, kẻo tiền mất tật mang. Chi tiêu cũng cần có kế hoạch, đừng mua sắm quá đà theo hứng mà tiền một đi không trở lại. Chuyện tình cảm của người tuổi Mậu Ngọ bình ổn, gia đạo an yên, mâu thuẫn giữa các cặp đôi cũng giảm đi trông thấy. Tuy nhiên, cần đề phòng người thứ ba xuất hiện, gây sóng gió thị phi. Người độc thân vận đào hoa dần khởi sắc vào cuối tuần, tranh thủ ra ngoài mở rộng các mối quan hệ, đừng ru rú trong nhà mà lỡ mất cơ hội tốt. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Mão, Hợi, tiểu nhân, Thìn, Tỵ. Màu sắc may mắn, đỏ nâu. Con số phát tài, 89, 65, 22. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 6 âm lịch. Vận trình tuần này của người tuổi Mậu Ngọ khởi sắc hơn đôi chút, nhưng nhìn chung, hung cát đan xen, hung nhiều hơn cát, vẫn nên hành sự thận trọng, cẩn tắc vô ưu. Trong tuần, sự ảnh hưởng của thiên hình hung tinh lên phương diện sức khỏe là rất lớn. Tuổi Mậu Ngọ cần đặc biệt chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng lơ là, sao nhãng, kiểu ngã quỵ lúc nào không hay. Ra ngoài chú ý trước sau, tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm chỉnh các quy định, sẽ hạn chế điều xui xẻo xảy ra. Ngoài sức khỏe bản thân, bản mệnh cũng nên quan tâm nhiều hơn tới thể trạng của mọi người trong nhà, nhất là người già. Vào tiết trời nắng nóng, nhiệt độ tăng cao, khiến cơ thể mất nước nhiều, rất dễ gây choáng váng, đột quỵ. Tình hình công việc tiến triển khá thuận lợi, tuy nhiên có điểm về sự thay đổi, dịch chuyển công việc, có thể là thay đổi chức vụ, vị trí hay đi công tác xa. Dù thế nào đi nữa, với những ai lạc quan, chủ động nắm bắt tình hình, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Ngược lại, nếu nghĩ tiêu cực, thành công sẽ không tới. Tài lộc trong tuần khá vượng, kinh doanh buôn bán cũng thuận lợi, đơn hàng đến tấp nập. Tất nhiên, kiếm được lợi nhuận càng cao, bản mệnh phải đổ càng nhiều mồ hôi, công sức. Làm ăn chân chính luôn vất vả như vậy đó, nhưng thường rất bền vững. Lưu ý, tiểu hao hung tinh ảnh hưởng xuyên suốt tuần, gây ra không ít rắc rối về tài chính. Nếu ai đó hỏi vay mượn tiền bạc, cần cân nhắc kỹ trước khi cho vay, tránh tình trạng tiền một đi không trở lại. Chuyện tình cảm của người tuổi Mậu Ngọ bình ổn, không có biến động lớn, đôi lứa cũng khó tránh khỏi lúc mâu thuẫn, cãi vã, nhưng mọi chuyện đâu rồi lại vào đó. Người độc thân vẫn mải mê phấn đấu cho công việc, sự nghiệp, tạm thời chuyện yêu đương không quá sốt sắng. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Thìn, Dậu, tiểu nhân, Dần, Hợi. Màu sắc may mắn, hồng, cam. Con số phát tài, 89, 67, 22. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, vận trình tuần này của người tuổi Mậu Ngọ có biến chuyển tích cực hơn, chỉ số hung vận và cát vận cân bằng, vận trình không có quá nhiều biến động. Vận quý nhân của bản mệnh dần tăng, không còn phải đơn độc nữa, làm việc gì tuổi Mậu Ngọ cũng có thể nhận được sự trợ giúp của những người xung quanh, dù sự giúp đỡ ấy khá nhỏ. Đôi khi chỉ là vài lời động viên, an ủi, nhưng lại có sức mạnh tinh thần khá lớn, giúp bạn vượt qua khó khăn, trở ngại trước mắt, tiến đến thành công một cách dễ dàng hơn. Tinh thần làm việc của người tuổi Mậu Ngọ được cải thiện rõ rệt, dù là đầu hay cuối tuần, bạn vẫn miệt mài hăng say, những mâu thuẫn, lục đục nội bộ giảm đi trông thấy. Bản mệnh không phải gồng mình lên để chống lại những thế lực hắc ám, không phí quá nhiều thời gian để xử lý việc không đâu, khiến hiệu quả công việc giảm sút. Tài lộc trong tuần khá vượng, giữa tuần là cơ hội tốt để bạn đẩy mạnh việc kinh doanh, buôn bán. Thời điểm này hứa hẹn thu được lợi nhuận cao hơn thường ngày, dù vất vả đến mấy, cũng cố gắng gồng, mọi thứ rồi sẽ qua. Phương diện sức khỏe tuổi Mậu Ngọ giảm sút do hứng chịu ảnh hưởng từ ngũ quỷ, hung tinh. Bước sang tiết trời hạ, tiết trời nắng nóng, dương hỏa vượng sẽ khiến bản mệnh bị nội nhiệt, nóng trong, nhiệt miệng, ăn ngủ không ngon. Bên cạnh đó, vì quá bận rộn với công việc, bạn không có nhiều thời gian cho việc luyện tập thể thao, rèn luyện sức khỏe. Vì thế, thể trọng thì tăng mà thể lực lại giảm. Chuyện tình cảm bảo toàn ở mức hài hòa, không quá thăng cấp nhưng cũng không quá sóng gió. Áp lực cuộc sống cơm áo gạo tiền chi phối rất nhiều tới tình cảm vợ chồng, đôi khi vì quá mệt mỏi mà cả hai lười chia sẻ, dẫn đến tình trạng hục hặc vì không hiểu nhau, nhưng một khi bạn lên tiếng giảng hòa mọi thứ lại đâu vào đó. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Sửu, Dần, tiểu nhân, Tỵ, Mão. Màu sắc may mắn, đen, đỏ. Con số phát tài, 09, 56, 87. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 6 âm lịch.
Tử vi tuần mới của người Mậu Ngọ có cát có hung đan xen, có thách thức song hành cùng cơ hội. Mậu Ngọ vốn lanh lợi nhưng lại rất hay bị cảm xúc chi phối, nhất là nữ mệnh, nên đôi khi làm việc thiếu hiệu quả, không được lãnh đạo đánh giá cao. Nếu biết và khắc phục nhược điểm này không sớm thì muộn bản mệnh cũng sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra. Tuần này, vận quý nhân của tuổi Mậu Ngọ dần vượng, bản mệnh có thể tranh thủ sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người để biến ước mơ trở thành hiện thực. Một mình hành động tuy đơn giản, dễ dàng, nhưng hiệu quả không thể cao bằng cả tập thể, một cái đầu suy nghĩ không thể bằng nhiều cái đầu hợp lại. Vì vậy, hãy tận dụng sức mạnh đoàn kết của tập thể một cách triệt để, bạn sẽ thành công hơn hiện tại. Người kinh doanh buôn bán có một tuần khá lý tưởng, tài vận sáng, thu chi cân đối, bạn có thể tích lũy được một khoản tiền lớn để dùng cho những tình huống cấp bách. Có sao Thái âm trợ lực, nữ mệnh tuổi Mậu Ngọ mua may bán đắt, đầu tuần cũng như cuối tuần, hàng bán rất chạy, đơn hàng đều đều, tiền thu đầy túi. Sự ảnh hưởng của thất sát trong tuần khá lớn, nhắc nhở tuổi Mậu Ngọ đi đứng cẩn trọng, hạn chế đi ra ngoài vào buổi tối, tránh tai nạn bất ngờ. Bên cạnh đó, vào tiết trời hạ, tiết trời nắng nóng, dương hỏa quá vượng, các cặp vợ chồng nên tiết chế đôi chút trong chuyện chăn gối, kẻo ảnh hưởng sức khỏe. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, tị, dậu, tiểu nhân, dần, thìn, màu sắc may mắn, tím, hồng, con số phát tài, 89, 65, 22. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, trong đối nhân xử thế chỉ cần có sự kính trọng ở mọi nơi, mọi việc đều có thể được giải quyết. Con người không thể không có trái tim kính sợ, người cái gì cũng không sợ mới là đáng sợ nhất. Khổng Tử nói, người quân tử kính sợ luật lệ của trời đất, kính nể lời nói của người đức cao vọng trọng, người lớn tuổi và bậc thánh nhân. Từ thời xa xưa, con người đã có một truyền thống kính sợ, ví dụ kính sợ ông trời là đấng nhân từ và quảng đại, ông trời là công bằng, đề cao cái thiện và trừng phạt cái ác. Ông trời cũng nghiêm khắc, vì vậy mới có quan niệm, người đang làm trời đang nhìn, trên đầu ba thước có thần linh nên không thể làm những việc trái lương tâm và làm một cách liều lĩnh. Một khi con người không có lòng kính sợ, thường sẽ trở nên không kiêng nể gì, muốn làm gì thì làm, vô pháp vô thiên, cuối cùng phải tự mình nuốt lấy quả đắng. Hãy kính sợ và học cách khiêm nhường, ngước đầu thấy có ông trời, trong lòng kính sợ, ông trời mới có thể cho phần thưởng hậu hĩnh, lòng kính sợ bắt nguồn từ niềm tin của con người. Chỉ khi trong lòng người có điều gì kính sợ thì mới có thể vừa kính, vừa sợ, mới có thể điều chỉnh, kiềm chế lời nói và việc làm của mình. Những người biết kính sợ thường đặc biệt khiêm tốn. Người xưa tin vào số mệnh, nhân quả, trước khi làm bất cứ điều gì, đều sẽ cân nhắc. Biết rằng trên đầu ba thước có thần linh, nên không thể làm những việc xấu. Thời Đông Hán, có một người tên Dương Chấn, công chính liêm khiết, không mưu lợi cá nhân, được người đời khen ngợi. Có một lần, ông từ Kinh Châu đến Đông Lai, nay là Yên Đài, Uy Hải, Sơn Đông, làng Thái Thú. Trên đường đi qua huyện Xương Ấp, huyện lệnh Vương Mật là quan viên được đề bạt, khi ông làm thứ sử Kinh Châu, liền đích thân ra ngoại ô nghênh đón ông. Vào buổi tối, Vương Mật đến thăm Dương Chấn, lúc cáo từ, Vương Mật đột nhiên từ trong ngực cầm ra túi vàng, đặt ở trên bàn nói, thật hiếm khi ân sư đến, ta đã chuẩn bị một món quà nhỏ để đền đáp công ơn bồi dưỡng. Dương Chấn nói, trước đây ta thăng chức cho ngươi, chính là vì ta biết tài năng thực sự của ngươi. Ta hy vọng ngươi sẽ là một vị quan tốt, phần thưởng tốt nhất mà người có thể trao cho ta là phục vụ quốc gia thật tốt. Không phải cho ta một cái gì đó cá nhân, nhưng Vương Mật vẫn kiên quyết, nửa đêm sẽ không ai biết đâu, xin hãy nhận lấy. Dương Chấn ngay lập tức trở nên rất nghiêm túc, nghiêm giọng nói, ngươi nói đây là lời gì? Trời biết, đất biết, ta biết, ngươi biết, làm thế nào người có thể nói rằng không ai biết? Không có người khác ở đây, chẳng lẽ lương tâm của ta và ngươi không có ở đây sao? Cảm thấy xấu hổ, Vương Mật vội vàng đi như một tên trộm và biến mất trong màn đêm dày đặc. Đây là câu chuyện nổi tiếng, Dương Chấn từ chối vàng trong lịch sử Trung Quốc. Tục ngữ có câu trên đầu ba thước có thần linh, điều đó càng khiến lương tâm con người phải kính sợ. Chỉ khi một người có ý thức kính sợ, họ mới có thể nói về lương tâm, nghĩa vụ, đạo đức, trách nhiệm, mới có thể hình thành tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp và tinh thần dân tộc. Đây là cảnh giới cao nhất của một người, cái gì cũng không sợ, mới là đáng sợ nhất. Trong Hồng Lâu Mộng, người ta nói rằng Vương Hy Phượng qua tính toán, quá thông minh, nguyên nhân cái chết của nàng ấy cũng là do quá thông minh. Thực ra, Vương Hy Phượng thông minh cũng không có gì sai, nhiều người cho rằng Vương Hy Phượng cả đời giở trò đồi bại. Lỗi của nàng là nằm ở sự không biết sợ là gì, nên đã làm cho nàng ấy đau khổ rất nhiều. Tất nhiên, điều này có mối liên hệ tất yếu với sự giáo dục của gia đình nàng.
Vương Hy Phượng khi còn bé, cha mẹ đối với nàng có thể nói là bách lý, bách thuận, không dạy dỗ. Điều này dưỡng thành tính cách độc đoán, hống hách sau này của nàng. Mặt khác, trong nhà không để cho nàng được giáo dục văn hóa truyền thống, đương đương là tiểu thư Kim Lăng Vương gia, mà lại không biết chữ, chưa từng đọc qua thánh hiền của chư tử Bách gia, thánh nhân chi huấn một mực không biết. Đối với nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, không có bao nhiêu khái niệm và thiếu những chuẩn mực đạo đức cơ bản nhất để xử sự. Nếu không có đạo đức cơ bản và sự tự kiềm chế, tự nhiên sẽ trở nên rất đáng sợ, giống như mãnh hổ ra khỏi lồng, hoang dã khó thuần hóa. Con người nếu không có tín ngưỡng thì khó có lòng kính sợ, không có lòng kính sợ thì không có việc gì không dám làm. Người biết kính sợ thì thân tâm ngay thẳng, lời nói có phép tắc, nếu lá gan quá lớn lại không biết tiến lùi, nhỏ thì lỡ đời, lớn thì giết người. Trong lòng có kính sợ, không lo, không sợ, chỉ khi con người có lòng kính sợ thì mới có thể hành động thận trọng, người ta mới có ý niệm run sợ, mới không sao lãng, không nóng nảy, không bị danh lợi cá nhân làm cho lung lay. Luôn khiêm tốn và ôn hòa, tuân theo sự điềm tĩnh và tĩnh lặng của tâm hồn, trong lòng có kính sợ, sẽ không lo lắng hay sợ hãi. Nếu bạn quá rụt rè, hãy kích thích cho lòng can đảm, nếu lá gan quá lớn, hãy tu luyện bản thân để biết tôn trọng chính mình và kính nể người khác. Chỉ khi có can đảm và tôn kính trong lòng, chúng ta mới có thể phán đoán và phân tích quy luật của sự vật, mới có thể từ từ tiến lên giữa khó khăn, mới có thể đạt được thành công trong cuộc sống. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023 của người tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.